Dự định đầu tiên của năm mới là gì? Là sẽ lấy vợ. Dự định thứ hai là sẽ kiếm một thằng cu. Trời ơi, Và là dự định thứ ba của em. Dự định thứ ba của em là gì? Thứ dự định thứ ba của em là sang năm mới em sẽ cố gắng nhiều hơn để được nhiều người yêu quý và ủng hộ hơn nữa, để có thể tiếp tục đứng trên con đường và theo đuổi đam mê của em. Đó, cái đam mê của em là gì? Đam mê của em là hát. Em hát thì không được hay, nhưng em thích hát và em muốn được hát. Và theo dự định của em thì ngày mùng 8 dương lịch, ngày mùng 8 dương lịch sẽ là ngày em phát hành MV bài hát mới của em, mang tên là em chưa nói cho mọi người biết đâu, chứ không phải là MV này em chưa nói đâu. Ngày mùng 8 là ngày em phát hành MV mà tên bài hát sẽ được công khai sau trước 2 ngày nhá. Và ngày hôm đó cũng là ngày em ngày mùng 8 cũng là ngày em mà cũng là ngày em cũng là ngày mà em mong đợi rất là lâu rồi. Ngày mà em thực sự mong đợi rất lâu. Cũng cách đây không phải 1 năm nữa, mà hàng chục năm, hàng hơn chục năm nay em ấp ủ. Đó là ngày mà em có thể tặng được cho bố mẹ em một căn nhà. Và ngày hôm đó là ngày mà gia đình nhà em chuyển lên căn nhà mới. Đó. Thì ở đây có ai có thể đến được để chung vui với gia đình em hôm đó thì em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và em cũng cảm ơn mọi người suốt 1 năm qua. Mọi người đã luôn yêu quý và ủng hộ em. Thank you mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các chị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ em suốt 1 năm qua. Không phải suốt một năm qua là cái năm vừa qua này, chứ không phải là cả hành trình của em. Cả hành trình của em là hơn 1 năm nay rồi. Cảm ơn mọi người. Đó là cái ước nguyện của em. Em ấp ủ hơn 1 chục năm rồi. Và bây giờ em đã thực hiện được. Chỉ còn cách mấy ngày nữa thôi. Chỉ mấy ngày nữa thôi. Hôm nay là ngày 30 rồi. À 31 rồi. Thì vị trí là còn 8 ngày nữa. 8 ngày nữa. Đúng không? Một tuần. 1 tuần nữa. 8 ngày nữa là em sẽ được chính thức được mời bố mẹ, được mời bà và đưa được